một cậu bé lớp 5 ở Cần Thơ đã rủ ba bạn học mang theo quần áo, bật lửa, chăn màn, tư trang cá nhân và 50.000 đồng cùng nhau đạp xe đi tìm mẹ ở Bình Dương với quãng đường gần 280 km. Trước đó, chiều 16 tháng 11, nhận được tin báo của gia đình, lực lượng công an các địa phương lân cận đã triển khai tìm kiếm 4 học sinh. Ngay trong đêm 16 tháng 11, công an phường Phú Thứ, thành phố Cần Thơ đã phát hiện và tiếp cận nơi 4 học sinh lớp 5 đang ngủ cạnh 4 xe đạp dưới bụi chuối kế bên cầu Cái Sâu, phường Phú Thứ, thành phố Cần Thơ. Nơi các cháu chọn nghỉ ngơi là đoạn đường vắng, nhiều muỗi và khi đó cả 4 học sinh này đã đạp xe được quãng đường 40 km. Nhóm học sinh cho biết các em chơi thân với nhau, thường cùng nhau xem các chương trình hướng dẫn sinh tồn trên mạng. Sau giờ học trưa ngày 16 tháng 11, một bạn trong nhóm do nhớ mẹ đang làm công nhân tại Bình Dương nên đã rủ ba bạn khác đạp xe với ý định vượt quãng đường hơn 280 km đến Bình Dương để thăm mẹ. Nhóm chuẩn bị cần câu, quần áo, bật lửa, chăn màn, tư trang và 50.000 đồng để thực hiện hành trình. Đến tối cùng ngày, cả nhóm hạ trại gần cầu Cái Sâu, phường Phú Thứ, thành phố Cần Thơ, định ngủ qua đêm thì bị phát hiện. Lực lượng chức năng sau đó đã hỗ trợ đưa 4 học sinh trên cùng phương tiện về với gia đình.